Người nha, hôm nay Huấn Vy chia sẻ với một người về một thứ, đó là giá treo điện thoại trong lúc mình đang sạc. Mọi người nha. Đấy nha mọi người, chuẩn bị cho mình một chiếc Coca này. Coca, nó tóm lại là Coca uống nước ấy. Coca, đây là mình dùng Coca Sprite này. Đấy, đây là mình là nếu mà mọi người mà dùng đen trắng thì có thể là dùng loại chai nước ngọt bé cũng được. Đấy, tùy theo máy. Máy mọi người to thì dùng Coca to, mà máy bé thì dùng Coca bé. Đấy nhá mọi người nhá. Đấy, xong là mọi người đây là mình có cái bật lửa này, với lại một cái thanh sắt này, thanh sắt nhọn này mình đã mài trước rồi. Nó rơi vào khoảng 5 ly thôi. Xong là mình chuẩn bị một con dao nữa. Đấy mọi người nhá. Mọi người theo dõi mình làm nhá. Đây mọi người, cổ chai đây mọi người, cắt qua đoạn mà lên này, trên này nó bắt đầu bé dần đấy. Mọi người cắt đây nhá. Cắt cho mình luôn. Đấy mọi người nhá. Mọi người xem này. Cắt luôn. Đấy. Xong là đây mọi người, do mọi người thích cắt cao thì đấy, tầm mọi người như mình là mình cắt tầm này thôi, ở đoạn giữa này này, ở đoạn giữa này nha mọi người, cắt đoạn giữa này nha, đây tầm này này, giữa mọi người cứ cắt tầm đoạn giữa này cho mọi người theo dõi mình nha. Đấy nha mọi người, cắt trong khi mọi người cắt như này này, cắt vát như này, một nửa này này, đấy đấy mọi người theo dõi nha. Đấy một nửa như này đấy. Xong là mọi người lấy cây sắt nhọn này này, mọi người hơ, lấy bật lửa mọi người hơ hơ nóng đấy, hơ nóng, xong là hơ nóng, mọi người nhớ hơ nóng nha. Đây mọi người, đây mọi người có thêm cây bút nữa này mọi người nhá, để mọi người đánh dấu này. Đây là cây đây là cục sạc của điện thoại này. Đây mọi người ướm thử đây nhá, mọi người ướm thử đây, ướm cái chân sạc ấy. Đấy, xong là mọi người đánh dấu bút này vào để mọi người đục cái lỗ sang, mọi người hiểu chưa? Đấy nha mọi người nhá. Đấy đây nha, để mình đánh dấu cho mọi người nhá. Đấy mọi người hơ bật lửa này, hơ sắt này, hơ nóng, cho là mọi người dùi thôi. Đấy nha mọi người nhá, đây là mình đã đục hai cái lỗ này xong này. Đấy này mọi người cứ miễn sao là cho được cái củ sạc điện thoại của mình sang vừa là khớp là được nha mọi người nhá. Đấy mọi người nhá. Đấy đấy nha mọi người nhá, mọi người cắm vào trong ổ điện này. Đấy đấy, đây là kết quả mà mình đã làm xong này mọi người này. Đấy, xong là mọi người cắm sạc vào đấy. Đây mọi người nhớ đây, xem này, xem kỹ mọi người nhá. Đấy như y như thế này luôn. Đấy, xong là mọi người cắm sạc, xong mọi người thả vào đây này. Đấy, đây là mình là có chiếc như kiểu đây là củ wifi đâu, không phải đen trắng đâu, không phải điện thoại đâu. Đây là đây, ví dụ mình cho cái này đấy, rất là tiện mọi người ạ. Đấy cho đây rất tiện này. Đấy còn đen trắng thì mọi người vẫn cho vào đây bình thường đấy, hay là tivi à, không phải nhầm điện thoại cảm ứng to này vẫn vừa bình thường mà. Đấy mọi người vẫn cho vào đây bình thường nha mọi người nha, vẫn cho vào đây bình thường. Điện thoại Samsung
hai iPhone bao nhiêu ấy là vẫn cho đây hết nha mọi người nha. Cái này của mình bé quá này, cho đây lọt luôn. Đấy còn điện thoại to của mọi người ấy vẫn vừa bình thường nha mọi người nha. Đấy. Đấy mọi người nhớ xem này. Đấy. Đây mọi người cắm vào đây. Đây mình rút ra cho mọi người xem này. Đấy. Đấy mọi người nha. Đấy, chỉ cần cắm này vào thôi. Đấy. Cắm này xong là mọi người cắm sạc vào điện thoại xong là mọi người cho vào đây thôi, đơn giản nó có gì đâu. Đấy mọi người nha. Đấy, mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để giúp mình nhá, để mình thêm động lực để mình làm kênh mới nha, kênh hay hơn một tí nha. Đấy, mọi người nhớ like rồi chia sẻ giúp mình nha. Thôi, chào mọi người nha.